Những dấu hiệu trên khuôn mặt báo hiệu bạn sắp phát tài. Nếu bạn tìm thấy những dấu hiệu này trên khuôn mặt thì chuẩn bị sẵn túi đựng tiền, bởi đó là dấu hiệu phát tài phát lộc. Một, dấu hiệu phát tài trên trán. Nếu nhìn trán thấy sáng sủa, bóng đẹp, trán bằng phẳng thì có nghĩa là người này khoảng thời gian gần đây có cuộc sống thoải mái vô ưu, đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy vận may sắp tới. Ngược lại, nếu ai đó bỗng nhiên thấy trán mình trở nên u tối, không có màu sáng bóng nữa thì cần phải thận trọng, bởi có thể sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Ngoài ra, trong nhân tướng học thì phần nhật giác và nguyệt giác được gọi là cung phụ mẫu. Từ cung phụ mẫu có thể xem được tình trạng cha mẹ của mệnh chủ và duyên phận của mệnh chủ với cha mẹ nông sâu ra sao. Nếu nhật, nguyệt giác mất đi độ sáng bóng thì cần phải thường xuyên chú ý đến sức khỏe của cha mẹ, đề phòng cha mẹ ốm đau hoặc có thể gặp phải tai họa ảnh hưởng đến sức khỏe. 2. Dấu hiệu phát tài trên ấn đường. Ấn đường về cơ bản nằm ở trên sống mũi và là khoảng cách giữa hai đầu của lông mày. Sở dĩ có cái tên ấn đường là bởi, ấn là con ấn, con dấu, đường là nơi rực rỡ nhất. Từ xa xưa, người ta đã đánh dấu bộ phận này bằng cách sử dụng mực đỏ. Như đã đề cập ở trên, ấn đường nằm trong 12 cung tướng và là một trong 36 huyệt vị. Ấn đường là bộ phận quan trọng trên khuôn mặt để phán đoán vận trình hung cát của mỗi người. Nếu vị trí ấn đường có màu đỏ, vàng hay tím sáng thì đều là cát tướng. Ngược lại, nếu một người mà ấn đường bỗng dưng chuyển sang màu tối, xỉn màu, chuyển sang sắc đen hay đen mang sắc xanh thì đừng coi thường, bởi đó là dấu hiệu cho thấy chuyện chẳng lành sắp đến. Nếu không phải là bệnh tình trầm trọng thì cũng là vận trình trong khoảng thời gian gần đây chuyển xấu, mọi sự trở nên tồi tệ, gặp hết xui xẻo này đến đen đuổi khác. 3. Dấu hiệu phát tài ở mắt. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu đôi mắt lòng đen lòng trắng rõ ràng, ánh nhìn sắc bén, mắt sáng long lanh, có thần thái thì đó là đôi mắt của người đang gặp nhiều chuyện vui, vận trình tăng tiến, mọi sự thuận lợi. Nếu đôi mắt lờ đờ, trong mắt xuất hiện đầy tơ máu, mắt u ám thất thần thì đó là biểu hiện cơ thể mệt mỏi, sức khỏe không ở trong tình trạng tốt nhất, mà vận trình cũng bị sa sút, làm gì cũng thất bại. 4. Dấu hiệu phát tài ở mũi. Xem tướng khuôn mặt, nếu phát hiện thấy đầu mũi chuyển màu tối, sắc mặt cũng u ám thì cần phải lưu ý, thông thường khi có những dấu hiệu này thì điềm báo cho thấy sắp tới bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân ngáng trở, con đường phía trước nhiều điều trắc trở, cần phải có bạn bè giúp đỡ mới qua được cơn nguy khốn. Còn nếu như đầu mũi đỏ hồng, có thể sắp tới tai họa sẽ xảy ra, bản mệnh cần phải chú ý đề phòng, cũng lưu ý các vấn đề tiền bạc, đề phòng xảy ra họa phá tài, mất tiền hao của. 5. Dấu hiệu phát tài ở má. Thực ra có thể nhìn màu sắc của má mà đoán định vận trình sắp tới của một người. Nếu lúc nào má cũng hồng hào, sáng bóng thì đó là người sắp có chuyện tốt, may mắn sắp tới, muốn cản cũng không được. Trong khoảng thời gian tới, người đó làm gì cũng suôn sẻ, cuộc sống thoải mái êm đềm. Nhưng nếu phần má không có màu sắc gì, sắc da khô héo, tựa như phủ lên một màu xám xịt thì người đó gần đây nhiều chuyện trắc trở, làm việc mệt mỏi cực nhọc nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. 15. Cách tránh tà khí xâm nhập, bạn nên biết để tránh rước họa vào thân. Có thờ có thiên, có kiêng có lành, cho dù bạn có không tin vào tâm linh quỷ quái nhưng đôi khi, để tránh rước họa vào thân thì bạn cần biết các cách tránh tà khí sau đây. 1. Cẩn thận tuyệt đối khi mở cửa nhà sau 3 ngày đi vắng. Nếu bạn đi đâu đó trên 3 ngày mà không có bất cứ ai ở nhà trong nhà, khi trở về khoan hãy mở cửa vội, điều đầu tiên bạn phải làm là gõ liên tiếp lên cửa 3 lần. Thực hiện lại điều này một lần nữa sau nửa phút, sau đó mới mở cửa vào nhà. Đây là cách tránh tà khí cơ bản nhất. Quan trọng hơn, dù là ngày hay đêm, bạn cũng luôn phải bật tất cả các đèn trong nhà lên khoảng 2 phút, trước khi tắt đi những cái không cần thiết. 2. Lau gối 3 lần sau khi gặp ác mộng. Đừng nghĩ là chuyện đùa nhưng khi gặp ác mộng, thay vì lau mồ hôi trên trán đầu tiên, bạn phải cầm ngay chiếc gối của mình lên và thổi 3 lần. Sau đó, dùng tay lau gối 3 lượt, lật gối lại rồi mới ngủ tiếp. Tuyệt đối không kể cơn ác mộng của mình cho người ngoài gia đình biết. 3. Không bật ô dù trong nhà. Không nên mang ô dù vào trong nhà khi mà nó vẫn đang ở chế độ bật. Ngoài ra, nếu không cần thiết, đừng bao giờ chọn mua loại ô đen hay trắng để sử dụng. Đây là gam màu tượng trưng cho tang tóc và cái chết. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, đừng bao giờ đưa võng không nếu không có người nằm ở trên đó.
bởi nó khiến người ta hình dung tới một linh hồn nào đó đang đu đưa mà mắt thường ta không nhìn thấy được. 4. Không trả lời khi chưa biết rõ là ai đang gọi. Khi bạn đang ngủ mà nghe thấy ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời. Chỉ được trả lời khi tỉnh táo nhận ra đó là giọng người thật, còn nếu biết không có ai mà mình đã vội trả lời thì phải cắn ngay vào đầu ngón tay giữa hoặc lấy vật nhọn đâm vào cho chảy máu ra. Trường hợp này còn áp dụng tuyệt đối cho những gia đình vừa có người mới mất. Người xưa quan niệm tuyệt đối không được trả lời những tiếng gọi không có nguồn gốc rõ ràng. 5. Rửa bát ngay sau khi ăn. Sau khi ăn xong, bạn tuyệt đối không được để bát qua đêm mà phải rửa ngay và úp bát cho ráo hết nước, không để nước động trong bát. Điều này được coi là vật dẫn các linh hồn lang thang đói khát vào nhà. 6. Đốt vía khi nhận phòng mới. Khi có nhu cầu ngủ khách sạn hay nhà lạ, bạn phải dùng bật lửa bật lên vài cái coi như đốt vía, mở toang cửa phòng một phút rồi mới bước vào. Cẩn thận đề phòng hỏa hoạn. 7. Không cãi nhau vào buổi sáng. Tuyệt đối không cãi nhau vào buổi sáng, trước giờ xuất hành hay đầu tháng, đầu năm mới. Điều này cũng tương tự với việc nó sẽ xui rủi cả ngày, cả tháng hay cả năm. 8. Cách chọn nơi ở mới. Khi chọn một căn nhà mới, muốn biết nó có hợp với gia đình mình không thì khi đi xem nhà bạn nên đưa một chú chó hoặc một đứa trẻ con đi thăm nhà. Nếu em bé vào nhà nhưng không quấy khóc, đặt xuống sàn vẫn vô tư chơi đùa hoặc chú chó bạn dẫn theo vô tư quẩy đuôi, không sủa vô cớ thì bạn có thể an tâm về chỗ ở mới. Còn nếu ngược lại thì bạn nên cân nhắc. Nếu bất đắc dĩ phải chọn nơi đó thì bạn nên cúng kiến, thờ phụng phù hợp. 9. Không hát khi đi đêm. Đừng nghĩ rằng tiếng hát trong ban đêm trên đường vắng sẽ giúp bạn đỡ cô quạnh, nhưng thực sự nó khiến những linh hồn cơ nhỡ nhận ra bạn có hợp mệnh hay không để nhập mạng. Thay vì hát, hãy nghĩ bâng quơ đến một điều gì đó. 10. Không treo nhiều gương trong nhà. Bạn chỉ nên để một chiếc gương trong phòng tắm, hạn chế để trong phòng khách và tuyệt đối không nên để trong phòng ngủ. Không ai dám chắc rằng khi bạn ngủ sẽ có điều gì phản phất trong chiếc gương. 11. Ở trong bệnh viện, không được nằm nhìn vô hồn lên trần nhà. Khi được xuất viện về nhà thì hãy đến một ngã tư nào đó cởi áo đang mặc ra vứt bỏ, thay áo khác rồi mới về nhà. Khi đi dự đám tang ai đó về, trước khi vào nhà, bế trẻ con hay hơ người qua lửa vài lần. 12. Tránh trồng các loại cây yếm khí quanh nhà. Tuyệt đối không nên trồng các loại cây yếm khí như tre, dâu tằm, đa, đại, gạo, trúc xung quanh nhà. Điều này khiến ngôi nhà của bạn tích tụ nhiều âm khí từ ngày này qua ngày khác, không tốt cho về cả sức khỏe và tâm linh. 13. Không nằm trước ban thờ. Tuyệt đối không nằm giữa nhà trước bàn thờ, không để giường ngủ đối diện với cửa ra vào, vì điều này chỉ làm đối với người chết. 14. Nên để dao hay kéo ở đầu giường khi thường xuyên ác mộng. Khi thường xuyên gặp ác mộng, nên để một con dao hay cái kéo ở đầu giường để ngủ. Điều đó giúp bạn an tâm hơn về vấn đề tâm lý. Ngoài ra, nếu ngủ mơ thấy máu, sáng ra bạn nên cầm một nắm gạo và muối vứt ra khỏi cổng, cửa. 15. Nên đi du lịch dài ngày nếu liên tiếp gặp xui. Nếu cảm thấy không may mắn trong một thời gian dài, bạn nên đi du lịch dài ngày một thời gian hoặc chuyển nhà vì có thể một đại họa sắp đổ xuống gia đình bạn. 10. Địa điểm tuyệt đối không nên lui tới vào đêm khuya, coi chừng rước họa vào thân. Sau đây là 10 địa điểm không nên đến vào đêm khuya, tuyệt đối là những người yếu bóng vía thì càng tránh xa những nơi này để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. 1. Xung quanh chùa. Nhiều người sẽ hỏi, không phải chùa là nơi có linh khí và an toàn, thanh tịnh hay sao? Tại sao chúng ta không thể đi? Tại sao các ngôi đền nói chung đều có tường cao ngăn lại? Vì sau khi màn đêm buông xuống, nơi đầu tiên không được lượn lờ là xung quanh ngôi chùa, nếu không sẽ không thể tránh khỏi va chạm với đám ma xui quỷ khiến. Chùa, miếu là nơi linh thiêng nên các linh hồn lang thang không thể vào bên trong được. Do đó, họ sẽ trú ngụ xung quanh các khu vực bên ngoài, đặc biệt là trên các lá cây hay bụi cây. Dân gian truyền rằng, hái lá cây trong chùa hoặc quanh chùa sẽ mang vong hồn về nhà. Đừng xem thường những lời cảnh báo về tâm linh liên quan đến chùa chiền, không chỉ ban đêm mà ban ngày cũng vậy. Bạn cứ thử hái trái cây hoặc lấy đồ vật gì ở chùa mà không xin phép thì không biết hậu quả về sau sẽ như thế nào đâu, nhiều chuyện khó tin nhưng nó là thật. Quả báo khi ăn trộm đồ của chùa là đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng đến người khác. Những gì chúng ta đã làm dù tốt hay xấu,
dù vô tình hay cố ý đều sẽ hoàn trả lại cho chúng ta một cách sòng phẳng không thiếu sót khi hội đủ nhân duyên. 2. Hiện trường của một thảm họa, tai nạn. Có một câu nói rằng những người chết trong thảm họa, nếu họ không được chế ngự, hoặc chế ngự đủ hay được gia đình thỉnh về nhà đúng cách sẽ khiến họ phải chịu cảnh đau khổ lặp đi lặp lại hàng đêm và khó siêu thoát. Ví dụ, nếu một người bị tai nạn ô tô không được siêu thoát, không được gia đình hương hỏa đàng hoàng, họ sẽ trải qua quá trình bị ô tô đâm chết hàng đêm ở cùng một nơi rất đau khổ và mệt mỏi. Đây là một môi trường đáng buồn, là nơi mà người trần mắt thịt như chúng ta dễ gặp ma nhất. Theo dân gian, hồn ma ở những nơi này đa phần đều là hồn ma hung dữ nhất, vì thấy mình chết thảm quá nên mới nổi giận và oán hận. Đặc biệt là những oan hồn tự sát và chết trong tình trạng mặc trang phục là áo đỏ lại càng thêm hung ác. Loại ma quái này, ngay cả người có năng lực tâm linh rất cao cũng có thể dễ dàng bị thương, cho nên những nơi bị ma ám nhất phải là những nơi này. Chúng tôi cũng từng kể đến con đường ma ám ở Tiền Giang là địa điểm giống như vậy, bạn nên xem thử. Đây quả là địa điểm không nên đến vào đêm khuya mà ai cũng nên biết. Khuya rồi nếu không có việc gì cần thì nên tránh qua lại những nơi như này hoặc khi đi qua thì nên im lặng và đi qua nhanh không được bàn luận gì hết. 3. Lò hỏa táng. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ không đến nơi này, nhưng chúng tôi cũng nhắc nhở các bạn cần lưu ý rằng có hai nơi có nhiều năng lượng âm nhất, một là nhà xác, và nơi còn lại là nhà thờ lớn. Tuy nhiên một số linh hồn nhớ tới thế giới trần gian cũng sẽ lang thang nơi này. Tại nơi thực hiện hỏa táng cho người mất có âm khí rất nặng, nhất là tại các phòng hỏa táng và nơi để tro cốt. Mọi người cho rằng, người vừa mới mất sẽ rất lưu luyến nhân gian nên họ sẽ chưa chịu đi đầu thai. Vì vậy, đến đây vào đêm khuya cũng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bạn. 4. Mộ tập thể hoặc nghĩa trang bị bỏ hoang. Một số khu nghĩa trang trước đây thực chất là nơi chôn cất của một số người già neo đơn và cả những người trẻ vì không có con cháu, người thân hoặc không có ai chăm sóc hết. Sau khi mất thì những người ấy được chính quyền, dân làng thương xót đem đi mai táng và chôn cất nhưng phần mộ cũng ít được chăm sóc thường xuyên, hiếm lắm mới có người lui tới. Theo quan niệm dân gian, những nơi này là nơi trú ngụ của những hồn ma cô đơn nhất. Sợ nhất những con ma bị oan, quỷ đói lâu ngày, những người yếu vía thì khi lui tới đó sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc bị dẫn đi lung tung. Dân gian truyền rằng, ban đêm là thời gian mở hội của các hồn ma trong nghĩa trang, do đó nếu bạn vô tình lạc vào nghĩa trang thì bạn sắp được tham gia những buổi tiệc khá vui vẻ của người âm. Một cảnh báo nữa cho những người đang mang thai đó là tuyệt đối không được lui tới nơi này vì sức đề kháng yếu nếu đến những nơi như này rất dễ bị vong hồn quấy nhiễu. 5. Những ngôi làng hoang vắng, nhà hoang. Những ngôi làng cằn cỗi, những ngôi nhà cũ kỹ bị bỏ hoang lâu ngày không có hơi người dễ bị tà ma xâm chiếm vì chúng không có chủ, không có thổ địa quản thúc kỹ càng. Đó là một nơi tuyệt vời để những người từ thế giới khác đến sống, trú ngụ. Bạn có thể xem vụ ngôi nhà ma ám ở Bắc Giang để biết thêm chi tiết. Do đó, các nhà hoang hay ngôi làng hoang vắng sẽ là nơi tập hợp âm dương lẫn lộn, âm thịnh dương suy, tạo nên không khí cô quạnh, lạnh lẽo. Một ngôi làng mà có phong thủy tốt, sống yên bình, vui vẻ thì người ta cũng chẳng chuyển đi làm gì trừ khi có lệnh thu hồi hay đền bù đất đai để xây công trình. Người yếu vía hay mạnh vía tuyệt đối không nên đến những nơi này để đảm bảo an toàn cho mình, chưa nói đến ma quỷ thì những nơi như thế này cũng không tốt đẹp gì cho lắm, hay xuất hiện những tay nghiện hút chích đến trú ẩn nên bạn phải cẩn thận hết sức. 6. Thang máy cũ. Một số hồn ma dễ tưởng rằng đây là lối đi vào cõi âm nên thường trú ngụ ở đó. Người có dương khí yếu đặc biệt dễ thấy những thứ không hay vào nửa đêm, vì thế nên không được đi vào thang máy cũ ban đêm. Thiết kế của thang máy cũ còn mang lại cho chúng ta cảm giác u ám và đáng sợ, thậm chí ngay cả khi bạn đi đông người thì cảm giác không khí lạnh lẽo vẫn tạo áp lực lên lồng ngực của bạn. Hơn nữa, khi đến đây vào ban đêm, cũng là lúc dương khí của con người suy giảm khiến cho cảm giác lạnh lẽo đáng sợ càng mạnh hơn, đặc biệt là những thang máy vắng người. Điều này tác động làm chúng ta không yên tâm. Đối với những người yếu bóng vía có thể sẽ hình thành ảo giác nhẹ. 7. Bên ao hồ, sông suối, vực sâu. Ở đây sẽ có ma nước, trong dân gian ám chỉ những người vô tình chết hoặc tự tử mà không thể đầu thai được và linh hồn thì bị bỏ lại, khó đầu thai, hay đi trêu và hại người. Theo truyền thuyết và các câu chuyện dân gian kể lại, hồ nước hay các con sông thường là nơi trú ngụ của thủy quái và linh hồn người chết trôi đang lang thang không nơi nương tựa.
Để được đầu thai chuyển kiếp, các linh hồn ma nước này buộc phải tìm người chết thế chỗ họ. Do đó, nếu đến các hồ nước vào ban đêm, bạn rất có thể bị sẩy chân ngã hoặc bị kéo xuống mà không rõ lý do. Các bạn cần lưu ý trường hợp này, khoa học không thể lý giải nhưng tâm linh thì có. Ban ngày thì ma nước dễ dàng xuất hiện để bắt người thay thế nhưng hơi khó so với ban đêm vì chịu ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, còn ban đêm thì dễ hơn. Người bình thường không nên lui tới những nơi bị cho là một trong những địa điểm không nên đến vào đêm khuya này vì dễ bị ma quỷ xui khiến làm điều bậy bạ. 8. Bãi đậu xe ngầm. Bãi đậu xe ngầm giống như lối đi dưới mặt đất, cố gắng lui tới vào đêm khuya nếu như không có việc cần thiết phải đến những nơi này. Không phải vô cớ mà nhiều vụ giết người lại xảy ra ở những nơi tăm tối này. Những không gian dưới mặt đất là nơi âm u, lạnh lẽo, tối tăm, thậm chí là ẩm ướt nên bạn không nên đến đây vào ban đêm. Có nhiều câu chuyện kể lại rằng, có các hồn ma xin đi nhờ xe về nhà. Đến khi phát hiện ra mọi chuyện, không thấy ai trong xe thì ai nấy đều hoảng hồn và thót tim, hú vía. Chúng ta là người trần mắt thịt, không phải ai cũng có năng lực tâm linh tuyệt vời có thể phân biệt giữa ma và người nên hãy tránh xa những địa điểm không nên đến vào đêm khuya như thế này, kẻo rước họa vào thân, mất hồn mất vía. 9. Xung quanh bệnh viện. Bệnh viện là nơi cứu sống rất nhiều người nhưng cũng chính là nơi chứng kiến sự ra đi, mất mát của không ít sinh mạng. Nhiều bệnh viện sẽ có các nhà xác, là một nơi đầy âm khí. Vì vậy, các linh hồn của người vừa mới mất sẽ tụ tập trong bệnh viện và ngoài cổng bệnh viện, có thể là tìm đường về nhà để được an táng, khiến âm khí rất nặng. Người mang thai hay có con nhỏ cần tránh ra ngoài vào ban đêm nếu đang ở trong bệnh viện. Người yếu bóng vía không nên đi bộ ở những nơi này vào đêm khuya, vì việc va chạm với một số người từ thế giới khác đến đây là chuyện quá thường xuyên. Đặc biệt là phụ nữ mang thai đang nằm viện chuyển dạ, đừng đi lại linh tinh trong bệnh viện lúc nửa đêm. Hãy nhớ rõ điều này. 10. Rừng cây hoang vu. Sự thật thiếu sót nếu như không liệt kê địa điểm này. Vì thực tế như người ta vẫn nói, rừng thiên nước độc là có lý do của nó cả. Nếu ai vẫn không tin thì có lẽ chưa từng bị lạc trong rừng hoặc đi rừng vào ban đêm. Vào ban đêm, để giải thích về mặt khoa học, với lượng cây xanh nhiều như vậy thì khi đêm xuống cây tỏa ra một lượng khí CO2. Đây là một chất khí khi nồng độ quá cao sẽ gây nguy hại đến sức khỏe của con người, gây khó thở và tụt huyết áp. Bên cạnh đó, thì có rất nhiều những câu chuyện hay truyền thuyết đồn thổi về những con ma và quỷ trong rừng đáng sợ thường lãng vãng ở đó khiến người yếu vía bị dẫn đi. Nếu bắt buộc phải ở trong rừng hoặc đi rừng vào đêm khuya, con người chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thức ăn, quần áo, chăn và màn chuyên dụng, áo mưa. Ở trong rừng, khí hậu khắc nghiệt nhất là về ban đêm. Ngoài ra bạn còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập, vì vậy đòi hỏi bạn phải là người có bản lĩnh, ưa thích mạo hiểm. Đi rừng thì nên đi theo nhóm theo đoàn từ 3 người trở lên và thường thì nếu không đoàn kết thì không tránh được việc bị lạc. Nếu như không có người dẫn đường ta nên đi theo đường mòn của dân đi chở củi, làm gỗ. Hết đường mòn thì dừng lại, cắm trại, sinh hoạt, nghỉ ngơi ăn uống tiếp sức. Nếu lạc thì tìm đến sông suối và đi theo hướng nước chảy để về dưới xuôi. Vừa tránh bị khát, vừa dễ tìm người để nhờ họ dẫn mình về. Thầy phong thủy chỉ ra cách xua đuổi ma quỷ ra khỏi nhà. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn ngập tràn vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bạn có tin rằng ma quỷ và các thế lực tâm linh huyền bí thực sự tồn tại trên đời hay không? Có nhiều người sẽ không tin, nhưng một số khác lại cho rằng chính bản thân họ đã từng nhìn thấy ma, thậm chí ngay trong chính căn nhà của mình. Điều này khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Chẳng hạn như sự biến mất của các đồ vật, thức ăn để trên bàn bị xáo trộn, hoặc giường ngủ bị xê dịch vào ban đêm. Điều này diễn ra thường xuyên khiến cho gia đạo bất an, sức khỏe suy yếu, và gây nên sự lo lắng sợ hãi trong căn nhà của bạn. Vậy làm thế nào để xua đuổi ma quỷ ra khỏi căn nhà của mình? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Việc gặp ma quỷ vẫn là hiện tượng tâm linh kỳ bí mà con người vẫn nửa tin nửa ngờ. Có người khẳng định họ đã từng gặp ma, trong khi một số người khác cả đời chưa nhìn thấy ma lần nào. Tuy nhiên, để tránh những nỗi sợ hãi liên quan đến ma quỷ, bạn cũng phải có những biện pháp phòng ngừa. Hoặc nếu bị trúng quý, cũng phải tìm cách thích hợp để trừ tà ma hiệu quả.
Dưới đây là một số dấu hiệu là chứng tỏ căn nhà của bạn đang bị tà ma xâm nhập. Một, tiếng động lạ xuất hiện thường xuyên. Hiện tượng này rất hay nhận thấy, đặc biệt vào lúc đêm tối. Bạn thỉnh thoảng nằm trên giường nghe có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng trẻ con hoặc tiếng cửa đóng mở tự động. Đừng cho rằng đó là trộm hay cửa tự động, hãy cẩn trọng trong từng chi tiết xuất hiện bất thường trong nhà mình. 2. Luôn cảm thấy có người đang nhìn mình khi bạn đang đọc sách, xem TV, nghe nhạc, bỗng nhiên giật mình cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, trong khi ngôi nhà chỉ có mỗi bạn. Nếu xảy ra chỉ vài lần thì không cần quá lo lắng, nhưng nếu thường xuyên và tại một thời điểm, thì tuyệt đối bạn nên phòng ngừa bằng những vật trừ tà ma. 3. Trẻ nhỏ thay đổi biểu cảm ánh mắt. Ông bà thường nói trẻ nhỏ rất dễ nhận thấy những thứ gọi là tà ma vì chúng ngây thơ trong sáng và vô tư. Nếu bạn đang ngồi trò chuyện với em bé, lại thấy chúng quay sang nhìn chằm chằm hướng khác hay cười khúc khích, bạn nên cẩn thận hơn đối với ngôi nhà của mình. 4. Tiếng chó sủa bất thường. Không chỉ chó, mà bất kỳ động vật nào như mèo vang lên tiếng bất thường thì bạn không được lơ là, nhất là khi chúng hướng vào nhà sủa trong khi tại vị trí đó không có ai đứng. Chó sủa ma là chỉ đến sự nhạy bén của loài động vật này. Thế nên, hãy bắt đầu chuẩn bị những vật trừ tà ma. 5. Nhìn thấy những cái bóng lạ. Thường những thứ tà ma thường có hình dáng như một cái bóng, có thể trắng hoặc đen, kích thước lúc lớn lúc nhỏ hoàn toàn không rõ ràng nên bạn rất dễ nhầm lẫn. Nhưng khi nhìn thấy một cái bóng trên tường mà không phải của mình, thì bạn đừng bỏ qua chi tiết ấy. Hãy quan sát và xem bóng đó có xuất hiện nữa không. Nếu có, thì trong nhà bạn đang có một vị khách không mời ghé thăm. Trước khi thực hiện các phương pháp xua đuổi tà ma trong nhà ở, bạn hãy đánh giá lại xem các hiện tượng ma quỷ có thực sự xảy ra trong căn nhà của bạn hay không. Có thể nhờ người khác xác thực các phát hiện của bạn. Hỏi xem người thân hoặc bạn cùng phòng có cảm thấy hoặc nhìn thấy như bạn không. Họ có nghe tiếng bước chân của hồn ma, tiếng gõ cửa phòng ngủ, hoặc các biểu hiện khác không? Cố gắng đừng để họ bị ảnh hưởng bởi những phát hiện của riêng bạn. Dưới đây là một số cách để xua đuổi tà ma ra khỏi ngôi nhà của bạn, vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng. 1. Khi đi vắng quá 3 ngày, cần gõ cửa trước khi vào nhà. Sau khi bạn có việc phải đi khỏi nhà quá 3 ngày mà không nhờ được bất cứ người thân nào đến chăm nom nhà cửa, về tới nhà, hãy cảnh báo rằng chớ nên vội vàng mở cửa. Việc đầu tiên cần làm là gõ vào cửa 3 lần liên tiếp, đợi nửa phút sau đó mới chính thức mở cửa vào nhà. Đây chính là cách trừ tà ma đơn giản mà hữu hiệu. Nhắc nhở bạn rằng, hàng ngày phải luôn bật đèn trong nhà đủ 2 phút rồi mới được tắt, dù là ngày hay đêm. Tắt bật đèn liên tục sẽ khiến ma quỷ dễ bị thu hút. 2. Khi bạn ngủ mơ gặp ác mộng, hãy thổi gối 3 lần, tuyệt đối đừng nghĩ rằng đây là chuyện đùa. Hãy thử ngay với lần gặp ác mộng tới đây của bạn. Thay vì lấy khăn lau mồ hôi trán, hãy cầm ngay chiếc gối bạn đang nằm lên và thổi hơi 3 lần, sau đó lấy tay lau gối cẩn thận 3 lần, lật úp gối lại và ngủ tiếp. Nên nhớ đừng kể lại cơn ác mộng cho bất cứ ai nếu bạn không muốn lại khốn khổ vì không hiểu rõ kiên kỵ tâm linh dẫn đến ám ảnh. 3. Không tùy tiện đáp lời khi không biết ai gọi hỏi. Khi bạn đang ngủ say hoặc đang đi trên đường vào đêm khuya mà đột nhiên nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên mình hoặc hỏi han bâng quơ thì tuyệt đối không bao giờ được trả lời. Bạn chỉ nên đáp lại khi nhận ra đó là giọng người thật. Còn trong trường hợp không rõ ai gọi hỏi mà đã vội vã đáp trả, thì cần cắn nhẹ hoặc đâm kim vào đầu ngón giữa để chảy máu ra. Đây là cách trừ tà ma chuyên dùng với những gia đình có tang sự, người thân mới qua đời. 4. Hãy rửa sạch bát ngay sau khi ăn. Sau khi ăn xong, đừng để bát đũa dơ bẩn qua đêm mà nên chịu khó rửa ngay. Phải sạch sẽ, khô ráo, tuyệt đối không để nước đọng bên trong. Kiên kỵ dân gian cho rằng đó chính là vật dẫn các linh hồn đói khát lang thang tìm đường vào nhà. Không cãi nhau vào sáng sớm và không hát vào ban đêm, một điều nhịn là chính điều lành, nên tránh cãi nhau vào sáng sớm trước khi xuất hành, hay vào những ngày đầu tháng hoặc đầu năm, vì cãi nhau chính là điềm xui xẻo, hung hại ám vận vào bản thân suốt 30 ngày trong tháng. Ngoài ra, bạn không nên hát khi đi ngoài đường buổi đêm, vì các vong hồn ma quỷ cơ nhỡ sẽ đi theo tiếng hát của chúng ta. Nếu chẳng may chúng nghe thấy, chúng sẽ nhập vào người. Chính vì thế, đừng bao giờ hát khi đi xa ngoài đường thanh vắng vào buổi đêm. 5. Đừng bao giờ treo quá nhiều gương trong nhà ở. Phong thủy nhà ở, đặc biệt hạn chế treo nhiều gương, chỉ nên treo ở những nơi cần thiết, nếu không sẽ phản tác dụng trừ tà và đi ngược lại quy tắc của kiên kỵ dân gian và kiên kỵ tâm linh. Cốt
tốt nhất là bạn chỉ nên treo gương trong phòng tắm, ở tủ quần áo và hiếm khi để gương to tại phòng khách. Quý vị thân mến, có người tin vào sự hiện diện của ma quỷ, một số người khác thì hoàn toàn không quan tâm. Niềm tin là một thứ gì đó rất khó lý giải. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy lo ngại và cần một sự bảo vệ để cảm thấy an tâm hơn trước hiểm họa tâm linh, thì có thể mang theo bên người những vật trừ tà được lưu truyền trong dân gian. Việc sử dụng những vật này không phải là mê tín dị đoan, thần hồn nát thần tính, mà chủ yếu là để vững tin hơn trong cuộc sống và giải quyết được nhu cầu tâm linh, nhất là khi trong nhà có việc cần thiết như tang ma, ma chay, phải đi công tác ở nơi xa lạ, hoặc đi đêm khuya một mình chẳng hạn. Sau đây là những mẹo vô cùng hữu dụng để giúp bạn có một lá chắn tâm linh mạnh mẽ khi cần. Xin mời theo dõi. 1. Tỏi. Đây là thứ gia vị phổ biến mà nhà nào cũng có, cũng là vật trừ tà hóa sát mà cả văn hóa dân gian Đông Tây đều dùng. Bất kể là ở Trung Quốc hay ở châu Âu, tỏi luôn là thứ có thể trấn áp tà khí. Theo tục lệ dân gian của người Hoa và người Việt, mỗi khi đi đám tang ai đó, chúng ta có thể bỏ vào túi vài tép tỏi để phòng thân, tránh ám khí nhiễm vào người. 2. Cành dâu tằm. Cành dâu tằm cũng là một loại thực vật có linh khí, được người Việt Nam chúng ta sử dụng từ ngàn xưa. Nếu trong nhà có trẻ mới sinh, người ta sẽ để dưới gối hoặc bên cạnh của trẻ một cành dâu tằm, gọi là roi dâu, có tác dụng ngăn cản những linh hồn xấu đến gần. Tương truyền, nếu một người bị linh hồn đeo đuổi, dùng cành dâu quất vào người đó một cái sẽ trục xuất được linh hồn. Tương tự như tỏi, cành dâu tằm cũng là một vật có thể mang theo người khi đi dự đám tang. 3. Bùa ngũ sắc. Bùa ngũ sắc là vật hộ thân được may bằng chỉ ngũ sắc, bên trong chứa các loại thảo dược, thường được dùng cho trẻ em đeo trước ngực. Khi sử dụng loại bùa này, trẻ em sẽ không quấy khóc, không sợ sệt hoảng hốt, không bị quấy phá bởi các linh hồn, không bệnh vặt cảm mạo khi trái gió trở trời. 4. Đậu xanh. Theo niềm tin dân gian, đậu xanh là thứ thực phẩm tinh thuần, vốn là thức ăn của chư tiên trên trời. Vì vậy, nó mang nhiều linh khí thanh thiết. Nếu các linh hồn xấu xa nhìn thấy đậu xanh, chúng sẽ tự khắc tránh xa. Trong thế giới tâm linh và phong thủy, nhiều người tin rằng có sự hiện diện của các thế lực vô hình, hay còn gọi là người âm, luôn dõi theo và giúp đỡ chúng ta. Những dấu hiệu này thường rất tinh tế và cần sự nhạy bén để nhận ra. Dưới đây là 6 dấu hiệu cho thấy người âm đang âm thầm phù hộ bạn. 1. Giấc mơ kỳ lạ và ý nghĩa. Nếu bạn thường xuyên mơ thấy người thân đã khuất hoặc các giấc mơ mang lại cảm giác bình yên, đó có thể là dấu hiệu người âm đang cố gắng liên lạc và bảo vệ bạn. Những giấc mơ này thường chứa đựng những thông điệp ý nghĩa, giúp bạn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hoặc cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Đôi khi, trong giấc mơ, bạn có thể cảm nhận được sự an ủi, động viên từ người thân đã qua đời, như một cách họ đang gửi gắm sự quan tâm và bảo vệ đến bạn. 2. Trực giác mạnh mẽ và chính xác. Bỗng dưng bạn cảm thấy trực giác của mình trở nên nhạy bén và chính xác hơn thường lệ. Đây có thể là dấu hiệu người âm đang gửi gắm thông điệp qua trực giác của bạn. Khi đối mặt với những quyết định quan trọng hoặc tình huống khó khăn, trực giác mách bảo cho bạn hướng đi đúng đắn, giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Sự gia tăng trực giác này có thể xuất hiện bất ngờ, khiến bạn cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt và bảo vệ. 3. Vật nuôi có hành vi kỳ lạ. Vật nuôi, đặc biệt là chó và mèo, thường có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của các thế lực vô hình. Nếu bạn nhận thấy thú cưng của mình đột nhiên có những hành vi kỳ lạ như nhìn chằm chằm vào khoảng không, sủa hoặc kêu lên một cách vô cớ, rất có thể họ đang cảm nhận được sự hiện diện của người âm. Những hành vi này thường đi kèm với cảm giác bình yên, không hề sợ hãi, cho thấy rằng sự hiện diện đó mang tính bảo vệ và giúp đỡ. 4. Sự hiện diện của mùi hương lạ. Đột nhiên bạn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nhưng không biết từ đâu đến, đó có thể là mùi nước hoa, mùi khói nhang hay mùi thức ăn mà người thân đã khuất yêu thích. Đây là một trong những cách mà người âm sử dụng để báo hiệu sự hiện diện của họ, cũng như để trấn an rằng họ đang ở gần và bảo vệ bạn. Những mùi hương này thường xuất hiện một cách bất ngờ, khiến bạn nhớ đến người đã khuất và cảm thấy như họ vẫn đang ở bên cạnh. 5. Đồ vật di chuyển không lý do. Nếu bạn nhận thấy một số đồ vật trong nhà di chuyển mà không có lý do rõ ràng, đó có thể là dấu hiệu của người âm đang cố gắng giao tiếp hoặc bảo vệ bạn. Đôi khi, những đồ vật này là những thứ có ý nghĩa đặc biệt với người đã khuất, như khung ảnh, quyển sách, hoặc đồ trang sức.
Việc di chuyển đồ vật không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, nhưng khi bạn chú ý và cảm thấy có điều gì đó bất thường, hãy xem đó như một thông điệp từ người âm. 6. Cảm giác ấm áp và bình yên. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là khi bạn bỗng nhiên cảm thấy một luồng ấm áp và bình yên bao quanh mình, đặc biệt là trong những lúc khó khăn hoặc căng thẳng. Cảm giác này giống như có một ai đó đang an ủi, động viên và bảo vệ bạn. Nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu của sự hiện diện của người âm, đặc biệt là những người thân yêu đã qua đời, đang âm thầm phù hộ và giúp đỡ bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Kết luận: những dấu hiệu trên không chỉ mang lại cảm giác an tâm mà còn là sự chứng nhận rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc hành trình cuộc sống. Sự hiện diện của người âm, qua các dấu hiệu tinh tế, không chỉ giúp chúng ta vượt qua khó khăn mà còn mang lại niềm tin và hy vọng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta cần sống tốt, làm điều thiện và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sự phù hộ của người âm, dù vô hình, nhưng luôn là một nguồn động viên và hỗ trợ mạnh mẽ, giúp chúng ta cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Đi đám tang nhớ mang theo 4 thứ này để tránh rước âm khí về nhà: tiền vàng, đội nón ra đi. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của người thân luôn để lại nỗi đau đớn lớn cho người ở lại. Bởi thế, mỗi khi nhà ai có tang sự sẽ nhận rất nhiều sự chia sẻ và viếng thăm của mọi người xung quanh. Thế nhưng, đám ma lại ẩn chứa nhiều âm khí xui xẻo, và có rất nhiều người e ngại và kiêng cữ khi đi viếng tang để tránh rước họa vào thân. Khi đi đám ma nên mang theo gì là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, mang theo tỏi. Tỏi được biết đến là thứ trừ tà rất tốt. Vốn đám ma là nơi có âm khí rất nặng, những ai yếu bóng vía đến viếng đám tang hãy mang theo nhánh tỏi trong túi. Việc này giúp tinh thần và lý trí của người đi đám ma được duy trì ổn định. Theo đông y, tỏi là một loại thảo dược có tính hỏa, tương khắc với tính hàn, nên có tác dụng chữa bệnh rất tốt trong các trường hợp nhiễm phong hàn. Cũng có nhiều quan điểm cho rằng tỏi là vật chống lại những ảnh hưởng không tốt từ hơi lạnh và giúp con người chống được sự quấy phá của yêu ma tà thuật. Vì ma thường rất kỹ với mùi tỏi, chính vì thế mà bạn có thể thấy ở nhiều ngôi chùa hoặc cửa hàng, người ta thường để những chùm tỏi ở trước cửa hoặc ở vị trí chính diện cửa ra vào. Còn dưới góc nhìn của các nhà khoa học, tỏi có tính sát trùng cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Lời khuyên cho bạn lúc này chính là bạn có thể mang theo tỏi để phòng thân. Tuy nhiên, hãy lưu ý tránh mang quá nhiều tỏi, nghĩa là mang đủ để phòng thân, tránh bị nhiễm phải khí lạnh. Nếu bạn là người yếu bóng vía, thì không nên ở lại quá lâu tại đám tang và khi đến viếng chỉ nên đứng ở xa thắp hương, tuyệt đối không mang tỏi đến gần quan tài hoặc thân xác người đã khuất. Trong lúc người khác đang tiến hành khâm liệm, bạn cũng không nên đứng xem. Bạn có thể mang theo 1-2 tép tỏi để trong túi áo hoặc trong người, nhưng nên hết sức kín đáo và tế nhị. Điều này vừa giúp bạn tránh được những ảnh hưởng xấu từ hơi lạnh, đồng thời cũng là cách để bạn thể hiện sự tôn trọng của mình với người đã khuất và bày tỏ được sự tiếc thương chia buồn với tang gia. Thứ hai, mang theo lá na bên người. Cùng với việc đem lá trầu không bên người, nhiều người còn đem theo lá na bên mình. Lá na cũng có khả năng tránh hơi lạnh. Khi đến đám tang, người ta thường vò nát từ 3-5 lá na rồi bỏ vào trong túi áo. Sau khi đi đám tang xong, phải vứt bỏ những lá na này đi, không nên mang theo về nhà. Bạn cũng có thể lấy lá na vò nát rồi xoa khắp người để loại bỏ tà khí. Làm như vậy sẽ giúp cơ thể tránh bị nhiễm lạnh và các nguồn năng lượng xấu đeo bám. Với những ai có sức khỏe yếu, đề kháng kém, khi tới tang lễ thì cần mang theo lá na trong người. Thứ ba, mang theo dầu gió xanh. Ngoài công dụng làm ấm cơ thể, dầu gió xanh còn có tác dụng tuyệt vời trong việc xua đuổi tà khí. Bởi thế, người đi viếng tang luôn thoa một ít dầu gió xanh lên người. Hương thơm của dầu gió xanh sẽ giúp bạn tránh được tà khí không tốt xâm nhập vào người, phòng tránh yêu ma quỷ quái đeo bám quấy phá cuộc sống. Ngoài những thứ trừ tà bên trên, bạn có thể đem theo bật lửa, túi trừ tà, tùy theo quan điểm của mỗi người và sử dụng thứ mình để ý thấy tốt nhất. Tiếp theo, đi đám ma mang theo lá trầu. Lá trầu không chỉ có tác dụng làm ấm bụng, dùng được trong việc ăn trầu cây của các cụ ngày xưa, mà lá trầu còn có tác dụng tuyệt vời trong việc xua đuổi tà ma quỷ ám. Bởi thế, có rất nhiều người tin tưởng và mang lá trầu trong túi mỗi khi đi viếng đám tang.
Ngoài việc bỏ lá trầu vào túi áo, túi quần, người ta còn vò nát lá trầu không ra để dán vào rốn hoặc xoa lên tay chân hoặc mặt. Đồng thời, nếu khi đi đám tang mà quên mang theo lá trầu, thì sau khi đi đám tang về, người ta sẽ làm nóng lá trầu lên để xoa khắp cơ thể. Cách này sẽ giúp cơ thể trừ bỏ tà khí và hơi lạnh. Song song với đó, để tránh thất lễ với linh hồn của người mất, đặc biệt để tạo thiện cảm với người thân của người đã khuất, bạn cần đem theo một số vật phẩm dâng lễ như sau. Mang theo vòng hoa dâng lễ tang là thứ không thể thiếu khi viếng đám ma. Đây là cách để bạn thể hiện lòng thành kính với linh hồn người đã khuất. Nhất định bạn phải chọn loài hoa màu trắng nhé, bởi màu trắng đại diện cho sự tang thương, chết chóc. Ngoài ra, có thể mang theo lễ vật như nhang, đèn, trà bánh. Số lượng không đòi hỏi ít nhiều, quan trọng là lòng thành của người đi viếng. Không nhất thiết bạn phải dâng lễ thật nhiều, có một số trường hợp người thăm viếng chỉ cần thắp nén hương dâng gửi linh hồn người mất là được. Tiếp theo là tiền cúng tang, đây là thứ không thể thiếu khi tang sự phúng điếu nhé. Tùy theo mối quan hệ giữa người mất với người thăm viếng mà số tiền phúng điếu có sự chênh lệch. Với tang lễ thì tất cả những lễ vật trên không cần, chỉ cần người thăm viếng thắp nén hương viếng linh hồn người mất sớm an nghỉ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm dân gian, thì sau khi đi viếng đám ma về chúng ta thường bị âm khí, khí lạnh bám theo. Đặc biệt, với những người có bệnh, ốm yếu, thường nếu gặp nguồn khí lạnh sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì vậy, bên cạnh việc mang gì trước khi đi viếng đám ma, thì việc đi đám ma về nên làm gì để xua đuổi tà khí, tránh vận đen đuổi đeo bám cũng là điều được quan tâm nhiều nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, đi đám ma về nên tắm rửa sạch sẽ. Người ta cho rằng, quần áo sau khi đi đám về đã bị ám mùi tà khí không tốt cho sức khỏe, nên bắt buộc phải thay ra, dùng đồ mới. Có nơi chỉ cần hơ người qua lửa, xông hơi đốt phía, rồi thay quần áo là có thể làm việc bình thường. Tuy nhiên, theo khoa học, thì đám ma rất nhiều vi khuẩn gây bệnh phát tán, lại đông người tụ họp, có thể có bệnh truyền nhiễm trong không khí. Thế nên, đi đám ma về cần phải tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới và giặt sạch đồ cũ. Nước dùng để xông hơi, tắm thường dùng các loại lá như là lá sả, đinh lăng, lá ổi xanh, tí tô, có thể thêm vào vỏ bưởi, vỏ quế hay bồ kết. Những loại có nhiều tinh dầu thơm để tăng tác dụng xua đuổi âm khí. Sau khi tắm xong, nên xoa dầu gió thêm một lần nữa, hoặc dùng tinh dầu xoa lên da để sát khuẩn thêm một lần nữa. Có thể uống rượu nước gừng, rượu tỏi, nước lá nhót trước và sau khi đi đám tang về để làm nóng cơ thể, sát khuẩn. Sau khi tắm xong, nên nghỉ 30 phút, tránh tiếp xúc với mọi người ngay, nên ngồi ở nơi thoáng nhưng hạn chế chiều gió thốc thẳng vào người để tránh trúng gió, trúng độc. Thứ hai, đi đám ma về nên đốt vía. Tùy từng địa phương mà việc xông hơi, đốt vía có phần khác nhau. Có nơi thì cần dùng giấy đốt lửa, hơ qua người là được, nhưng có nơi cầu kỳ hơn, người ta đốt vỏ bưởi và quả bồ kết để xông hơi đốt vía, vừa có nhiệt lửa và mùi thơm từ tinh dầu bưởi và bồ kết. Có nơi thì người đi đám hiếu về phải bước qua đống lửa nam 7 lần, nữ 9 lần, vừa bước vừa nhẩm, vía lành thì ở, vía dữ thì đi để không bị ma quỷ đeo bám. Nếu nhà có vườn rộng thì bạn có thể đốt một đống lửa ở góc vườn, cho vào đó vỏ bưởi, bồ kết. Nếu không có bồ kết thì có thể cho muối hột, dùng hơi nóng này để giải trừ tà khí. Theo lương y Nguyễn Văn Sử, những cách thức giải trừ tà khí này của các cụ từ xa xưa truyền lại hoàn toàn không chỉ là mê tín dị đoan, mà có cơ sở khoa học hẳn hoi. Quả thật, ở nơi có người chết thì khả năng nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh sẽ cao hơn. Đó là vì khi sự sống ở con người không còn nữa, quá trình oxy hóa bị ngưng lại, cơ thể mất dần nhiệt độ, trở nên lạnh đi và bị biến đổi do quá trình phân hủy thay thế. Sau khi phân hủy, môi trường của thi thể sẽ tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn và ký sinh trùng sinh sôi nảy nở nhanh chóng, đồng thời cũng phát tán vào không khí với tốc độ chóng mặt. Trong nhà tang lễ hay nhà có đám tang, lúc đó sẽ tràn ngập vi khuẩn và mầm bệnh. Người có sức khỏe yếu, đi đám ma về thường hay ốm bệnh là do sức đề kháng yếu, bị vi khuẩn xâm nhập dễ mắc phải những bệnh khác, hoặc bệnh đang mắc phải càng trầm trọng hơn. Khi chúng ta đốt than giấy, vỏ bưởi, thì hơi nóng của than giấy và tinh dầu từ vỏ bưởi, bồ kết có thể giúp sát khuẩn, làm sạch môi trường, giảm khả năng lây nhiễm. Thứ ba, đi đám ma về nên hạn chế tiếp xúc với ai?
Nếu bạn chưa biết đi đám ma về nên làm gì, thì cần phải biết rằng những luồng hàn khí hay vi khuẩn, vi trùng ở đám ma có thể theo bạn về nhà. Vì thế, chúng ta mới cần phải đốt vía, xông hơi, tắm rửa sạch sẽ như đã chia sẻ. Ngoài ra, do vi khuẩn, virus có thể phát tán và lây lan, nên nếu chưa vệ sinh cơ thể sạch sẽ và thay quần áo mới, tuyệt đối không được tiếp xúc với những người đang yếu, có bệnh, người già và trẻ nhỏ, phụ nữ đang mang thai. Những người này sức đề kháng yếu, dễ bị vi khuẩn, virus tấn công. Bạn nên lưu ý để tránh mầm bệnh cho họ. Thứ tư, không nên nói chuyện lớn tiếng hay mặc đồ sáng màu khi viếng đám ma. Đám tang là một sự kiện bi thương của gia đình người mất. Do đó, khi đi đám ma, bạn chỉ nên mặc những trang phục đơn giản, tối màu như nâu, đen, hoặc có thể mặc màu trắng. Tuyệt đối không nên mặc các trang phục lòe loẹt, hở hang hoặc trang điểm quá đậm. Đồng thời, tránh cười nói quá lớn để không làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của tang lễ. Thứ năm, không mang theo chó mèo đến nơi tổ chức tang lễ. Chó mèo hay các vật nuôi khác thường mang trong mình khí dương. Nếu chẳng may hai loài vật này nhảy qua xác người mất, sẽ dẫn đến hiện tượng quỷ nhập tràng, tức người chết bật dậy và đuổi theo người sống do sự xung đột giữa khí âm và khí dương. Do đó, bạn không nên mang theo chó hoặc mèo khi dự đám tang, vừa tránh hiện tượng này, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với gia chủ và người đã khuất. Thứ sáu, không rơi nước mắt khi khâm liệm. Người xưa quan niệm, nếu để nước mắt rơi vào thi hài người mất, dù là con cháu trong gia đình hay khách viếng thăm, đều sẽ khiến người thân của người đã khuất khó làm ăn, còn bản thân người mất cũng khó nhắm mắt xuôi tay. Do đó, cho dù đau lòng đến mấy, bạn cũng không nên rơi nước mắt gần thi hài người khuất, đặc biệt là vào lúc khâm liệm. Thứ bảy, không chôn đồ người sống theo người đã mất. Người xưa cho rằng việc chôn đồ dùng, quần áo của người còn sống sẽ khiến họ bị đãng trí, ngớ ngẩn. Ngoài ra, bạn cũng không nên dùng đồ của người đã khuất để lại, mà hãy đốt hoặc chôn sau tang sự. Thứ tám, không quay đầu nhìn về phía sau khi đã hạ huyệt. Sau khi chôn cất, những người đưa tang sẽ đi ba vòng quanh mộ rồi mới ra về. Trong lúc về, tất cả mọi người không được quay đầu lại nhìn để tránh linh hồn người mất vương vấn mà theo về nhà. Thứ chín, không nên vào thẳng nhà sau khi dự đám tang. Khi trở về từ đám tang, bạn cần phải đốt vía để đuổi đi những âm khí, tránh bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo dân gian, bạn có thể đốt vía bằng than, vỏ bưởi hay bồ kết. Đơn giản hơn thì có thể hơ người qua lửa trước khi vào nhà để giải trừ uế khí và khí lạnh. Thứ 10, không đi nhanh nếu đang khiêng linh cữu. Người đã khuất cần được nằm yên, vì vậy, nếu là người khiêng linh cữu, bạn không nên đi nhanh mà cần phải từ tốn. Vừa giúp người đã khuất được nằm yên trong áo quan, vừa thể hiện sự tiếc thương đối với họ. Sự thật tuổi 49 và 53, ai biết thì thoát, không biết thì hết cứu. Dễ chết quan. Xin chào quý cô bác. Cô bác thân mến, từ xưa tới nay, hễ nghe đến tuổi hạn là nhiều người nghĩ ngay tới câu 49 chưa qua, 53 đã tới. Ai cũng hiểu ngầm ý nghĩa của nó, đó là lời chiêm nghiệm của người xưa ám chỉ về tuổi 49 và tuổi 53. Trong cuộc đời mỗi người, khi đến tuổi đó sẽ phải trải qua nhiều sự kiện không may, thậm chí liên quan đến cả mạng sống của bản thân hoặc người thân. Tuy nhiên, mọi người đều thắc mắc chung, tại sao lại như vậy? Có căn cứ hay chỉ là sự trùng hợp mà người xưa gói gọn và truyền lại cho con cháu? Nó có thực sự tồn tại hay không? Xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi hết video này nhé! Theo từ điển Hán Việt, hạn được hiểu là vùng đất nguy hiểm, rào cản, hủy diệt hoặc ngưỡng cửa. Tuổi hạn chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn, nhưng cũng có thể là khởi đầu của một giai đoạn mới, không phải lúc nào cũng toàn tốt hoặc toàn xấu mà thường xen kẽ nhau theo kiểu trong rủi có may, trong may có rủi. Vậy tại sao tuổi 49 và 53 thường gặp rủi ro hơn? Dưới đây là một số lý giải thường gặp nhất về hai tuổi hạn này. Quan niệm đầu tiên là theo quy luật của tạo hóa. Từ khi con người sinh ra tới khi trưởng thành, thì con người đã theo chu kỳ 7 năm. Theo đó, các mốc có số 7 như 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ 2 phát triển chiều cao, 7 năm thứ 3 phát dục, 7 năm thứ 4 phát triển cơ bắp, 7 năm thứ 5 phát triển trí tuệ, 7 năm thứ 6 phát triển toàn diện, 7 năm thứ 7 dừng lại, ổn định dần suy giảm. Mà 7x7 bằng 49, sẽ hết một chu kỳ. Hết chu kỳ này sẽ là 49, 53,
có thể sẽ bị diệt vong, cũng có thể sẽ phát triển chu kỳ tiếp theo, đó là sự sinh tồn. Xét về sự tử, thì khi con người mất đi cũng theo luật tạo hóa, cái gì sinh trước sẽ mất trước, sinh sau mất sau. Do đó, người ta mới có lễ 49 ngày dành cho những người đã mất. Cũng theo quy luật đó, thì hết vòng 49, 53, mọi sự lại tốt đẹp, hồi xuân. Quan niệm thứ hai là khi cộng dồn số 49, chia 4, 9, 13, 1, 3 bằng 4, tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. Khi cộng dồn số 53, chia 5 với 38, tương ứng với nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tan chế, tai nạn xương cốt. Âm là tối đen, nước hiểm trở, chủ về ốm đau, gào kéo, xe cộ, sông nước. Còn xét về khoa học, thì khi con người bước vào tuổi trung niên, ngoại tứ tuần, từ 49 tuổi trở đi, xương khớp, sức khỏe không còn như trước được nữa. Chính vì vậy, lúc này bạn dễ bị đau ốm, bệnh nan y hiểm nghèo. Vì thế, ở cái tuổi này, bạn cần phải biết cách bảo vệ sức khỏe của mình, hạn chế những vận động mạnh và làm những việc mạo hiểm thiếu tính toán. Đó là những lý giải phổ biến nhất về tại sao tuổi 49 và 53 thường gặp những rủi ro nhiều hơn. Quý cô bác thân mến, theo quan điểm của Phật giáo trong mối quan hệ nhân quả thì nghiệp bản hữu là nghiệp do kiếp trước mình tạo ra. Do đó, những điều mình nhận ở đời này, ví dụ như chúng ta sinh ra trong nhà ai, làm anh em với ai, cũng là nhờ nghiệp này. Nghiệp tân quân là nghiệp do chính mình tạo ra trong cuộc sống hiện tại, thông qua việc làm, nói, tức là khẩu, suy nghĩ, tức là ý, xấu tốt đều do chính mình tạo ra và chịu trách nhiệm, chứ không hoàn toàn do tuổi hạn quyết định. Có thể nói, tuổi hạn cũng như câu 49 chưa qua, 53 đã tới, chỉ là quan niệm dân gian, bằng kinh nghiệm cuộc sống được người ta đúc kết, nên có thể đúng với đại đa số người này nhưng không đúng với một bộ phận người khác. Không nhất thiết vào năm hạn người được làm việc lớn. Quan niệm về tuổi hạn và những tốt xấu đi kèm thuộc về đức tin của mỗi người, do đó không thể ngăn cấm, xóa bỏ nó. Cái quan trọng là mỗi người cần nhận thức đầy đủ, tỉnh táo để không bị lừa gạt bởi những trò mê tín dị đoan. Khi cơ hội đến mà không nắm lấy rồi đổ cho tuổi hạn thì hoàn toàn sai lầm. Để có thể thoải mái về tâm lý, hầu như mọi người thường làm lễ dân giải hạn theo từng năm, và điều này cũng giúp tâm lý được thoải mái, không còn lo lắng đến bệnh tật, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Do vậy, bản thân mỗi người chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe và lao động là được. Tuy nhiên, để tránh những điều không mong muốn xảy ra với bản thân khi bước sang tuổi 49, có bốn nơi nhất định không nên đến. Người xưa có câu, người đến tuổi có bốn chỗ không nên đến. Câu nói này chứa đựng hàm ý sâu xa, muốn khuyên bảo con người ta nên tránh đến những nơi độc hại. Khổng Tử từng nói, tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh. Tuổi 49 lại vừa khéo nằm giữa khoảng bất hoặc và tri thiên mệnh, có thể nói là một mốc quan trọng trong đời người. Nếu như một người đã bước sang tuổi 49 nhưng vẫn còn sa đà vào bốn nơi này thì khoảng thời gian sau này có thể vì vậy mà bị hủy hoại trong phút chốc. Vậy bốn nơi đó cụ thể là những nơi nào? Nơi thứ nhất bạn nên tránh là nơi tiệc tùng ngoài phạm vi công việc. Chúng ta đều rất quen thuộc với việc ăn nhậu, nhưng một người thực sự thông minh sẽ biết cách tránh nơi này hoặc có thể giảm bớt khi đã bước sang tuổi 49. Nếu vẫn còn đắm đuối vào những nơi ăn nhậu, tiệc tùng thường xuyên, thì nên nhanh chóng dừng lại để dành chút tinh thần và sức lực có hạn của bản thân quan tâm đến gia đình thì hơn. Bởi vì suy cho cùng, người đến tuổi này đa số đều có gia đình, có vợ, có con, có cha mẹ già. Họ đều cần có mình bên cạnh. Ngược lại, gia đình khi ấy chính là sân chơi chính để chúng ta thể hiện giá trị thực sự của bản thân. Nếu mỗi ngày chúng ta vẫn cần phải dựa vào những bữa tiệc tùng như vậy để tiếp tục duy trì các mối quan hệ, có lẽ nên xem lại. Bởi ở tuổi này, sa đà vào ăn nhậu, tiệc tùng chưa chắc đã tăng được các mối quan hệ trong công việc, thậm chí những bữa ăn đó chỉ là những bữa xã giao vô ích. Do đó, thay vì tiếp tục tiệc tùng lãng phí thời gian, chỉ bằng việc thực hiện tốt công việc của mình, tan làm liền trở về bên cạnh gia đình để hưởng thụ hạnh phúc mỗi ngày. Nơi thứ hai bạn nên tránh là nơi rượu chè. Người đến tuổi 49 nên tránh xa những nơi rượu chè, đặc biệt là những bữa tiệc rượu đà đúng với đám bạn bè xấu. Bởi vì bạn bè rượu thịt thường chỉ trở nên thân thiết trên bàn nhậu, gọi huynh gọi đệ, liền phủi sạch quan hệ coi như không quen biết.
Không những lãng phí thời gian của chính mình mà rượu chè còn rất có hại cho cơ thể. Hơn nữa, người đến tuổi 49, cơ thể không còn trẻ trung gì nữa. Điều cần chú ý nhất chính là giữ gìn sức khỏe, chứ không phải u mê trong rượu. Sau cùng, chỉ khiến cho sức khỏe suy giảm, sa sút. Nơi cần tránh thứ ba là nơi cờ bạc. Người đến tuổi 49 nếu suốt ngày chỉ nghĩ không làm mà muốn có ăn, dựa vào cờ bạc để mong trở nên giàu có, những người như vậy cả đời cũng không có thuốc nào cứu được. Muốn thực hiện ước mơ của đời mình, chỉ có cách nỗ lực phấn đấu thực sự, tự bỏ công sức làm việc, đó là con đường đúng đắn. Cũng có người dựa vào cờ bạc mà đổi đời, nhưng sau cùng cũng là dẫm vào vết xe đổ. Do đó, muốn có tương lai sáng lạng, tốt đẹp, khi bước sang tuổi 49, nên tránh xa cờ bạc. Nên nỗ lực vào công việc của mình. Cuối cùng là nơi gái đẹp. Người đến tuổi 49, nếu như không thể cự tuyệt cám dỗ từ gái đẹp, không chỉ tiền tài tiêu tán mà gia đình tan vỡ cũng chỉ trong sớm chiều. Người ngoài 40 tuổi, nếu một đời không giữ mình, rất dễ vướng vào chuyện gái gú. Tổn hại đến sức khỏe, tổn hại tài sản, gia đình tan nát, đối với bản thân, vợ con không còn gì để nói. Chuyện vui vẻ bên ngoài chỉ có thể duy trì một thời gian, cũng chỉ là thú vui trong phút chốc, kết cục sẽ chẳng hay ho gì. Người bước vào tuổi 49, cần tự kiềm chế bản thân, biết rằng không thể làm hại gia đình mình. Vì vậy, bốn nơi này, chỉ bằng nên tránh xa, đừng để một phút lầm lỡ mà không thể cứu vãn lại được. Cô bác thân mến, Phật gia có câu, hành thiện tích đức, tự nhiên có phúc. Bản thân chúng ta muốn có phúc báo, muốn có sức khỏe, tự nhiên không gì quý hơn hành thiện tích đức là cách tốt nhất để cải biến mệnh của mình. Làm nhiều việc tốt sẽ có được tâm lý thanh thản ắt sức khỏe dồi dào. Đó là cách tốt nhất để hóa giải những khó khăn trong vận hạn của đời mình. Ai cũng có thời điểm khó khăn. Suy cho cùng, khó khăn là do tâm thái tạo ra, phúc báo cũng là do tâm mà thành. Chính vì vậy, tuổi 49 không có gì đáng sợ, biết cách hóa giải nó. Hóa giải lớn nhất là tự tâm mình, luôn giữ gìn sức khỏe, ăn uống hợp lý, vận động thể thao đều đặn, giữ cho tâm mình trong sáng và sống đúng với đạo lý, làm nhiều việc thiện ắt sẽ tự tạo ra phúc báo. Bản thân chúng ta ai cũng muốn sống thật lâu bên người thân và gia đình, nhưng sự sống và cái chết không do chính ta quyết định được. Chính vì thế, để duy trì sức khỏe tốt thì không nên quá lo lắng, không nên quá dựa vào tín ngưỡng dân gian mà hành động mù quáng, nhưng cũng không nên phủ nhận mà làm điều xấu hại bản thân và gia đình. Hy vọng những thông tin trong video hôm nay sẽ giúp cô bác phần nào hiểu hơn về tuổi hạn 49 và 53 để từ đó có sự chuẩn bị và sắp xếp cho mình và gia đình một cách tốt nhất. Quý vị thân mến, không thể phủ nhận, việc trồng cây xanh trước cửa nhà sẽ góp phần làm cho tổng thể ngôi nhà thêm hài hòa, thanh lọc không khí, giúp không gian trong lành thoáng đãng. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng có thể trồng trước cửa nhà. Bởi, soi chiếu theo góc nhìn tâm linh, một số loại cây sẽ khiến gia chủ tài vận suy yếu, hao mòn tiền của, vận xui đeo bám cả gia đình. Do đó, nếu có ý định trồng cây hay có những cây này trước cửa nhà thì bạn nên chú ý để tránh rước họa vào thân nhé. Cây dâu. Không nên trồng cây dâu trước nhà. Từ xa xưa, cây dâu, dâu tang được coi là biểu hiện của sự chết chóc, không may mắn. Theo tiếng Hán, dâu tang cùng âm với tang ma, nên tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước nhà để tránh mang lại xui xẻo và sự chết chóc. Hơn nữa, cây dâu còn được dùng để trừ tà ma, nên muốn gia đình thịnh vượng, tốt nhất không nên trồng cây dâu trước nhà. Cây liễu. Không nên trồng cây liễu trong vườn. Cây liễu có thể dẫn đến những xui xẻo, hao tài tốn của cho chủ nhân vì từ liễu nghe âm gần giống với từ lưu, tức là chạy đi, đồ đi mất. Trồng cây liễu có thể khiến tài sản trong nhà chảy ra ngoài hết. Ngoài ra, cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn rủ âm khí đến nhà và không kết hạt, khiến người ta liên tưởng đến vấn đề con cái, nên trồng cây liễu không may mắn và không thích hợp trồng ở trong vườn nhà. Cây dương. Cây dương thường được người chơi cây cảnh thích vì lá xanh, tán đẹp. Tuy nhiên, trong dân gian, cây dương được cho là dẫn dụ ma quỷ về nhà, không mang lại may mắn cho gia chủ. Cây dương sỉ và dây leo thiên về tính âm, nếu mọc quá xanh tốt sẽ khiến không gian sống ẩm ướt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, bạn nên kiểm soát chúng nếu trồng trong vườn nhà. Cây hòe. Không nên trồng cây hòe ở sau nhà,
mà nên trồng ở trước nhà để đem lại phúc lộc dồi dào. Cây hòe tượng trưng cho sự may mắn, thành đạt. Trồng cây hòe sau nhà sẽ bôi dập sự may mắn, thành đạt, gia chủ sẽ không ngóc đầu lên nổi. Ngược lại, nếu trồng cây hòe trước nhà sẽ đem lại cho gia chủ sự may mắn trên đường quan lộc, giàu sang phú quý. Cây đa. Cây đa là loại cây linh thiêng, thường được trồng ở đền thờ, miếu mạo. Rễ của cây đa thường to và thô, dễ khiến địa hình đất đai lồi lõm, gây mất cân bằng cho ngôi nhà. Vì thế, cây đa không hợp khi trồng trước nhà hoặc trong vườn. Cây xương rồng. Bất kể là trước nhà, sau nhà hay trong phòng khách, bạn đều không nên trồng cây xương rồng. Cây xương rồng thuộc loại đặc biệt với thân cây tập trung nhiều gai nhọn, bị bao bọc bởi sát khí. Đặt xương rồng trong phòng khách sẽ khiến nguồn năng lượng tốt tiêu tán hoặc tiêu diệt bởi những chiếc gai sắc nhọn. Đặt xương rồng trên bàn làm việc cũng sẽ khiến công việc không thuận lợi, khó phát triển. Ngoài việc lưu ý về các loại cây không nên trồng trước cửa nhà, bạn cũng cần ghi nhớ một số lưu ý khi trồng cây trước cửa nhà để không làm ảnh hưởng đến phong thủy như: tránh trồng các loại cây rậm rạp, tán thấp trước nhà. Cây tán rộng um tùm còn là điều kiện thuận lợi cho các loài động vật sinh sống như muỗi, rắn, rết và các loài bò sát khác có thể gây hại cho con người. Các cổng hướng Tây và Tây Nam theo phong thủy là không tốt vì nhận được ít ánh sáng và khí độc vào nhà khi thời tiết miền Bắc, miền Trung chuyển sang Đông. Trước nhà, sau nhà bạn đều không nên trồng nhiều cây lớn mà chỉ nên trồng các cây nhỏ hoặc cây ít tán lá như cau, dừa, bonsai. Quý vị thân mến, cây xanh đại diện cho sức sống và sinh khí của một gia đình. Trồng cây xanh trước cửa nhà là điều rất cần thiết, nhất là đối với những cây có ý nghĩa trong phong thủy. Nếu trồng cây sai cách sẽ làm mất đi ý nghĩa của cây, thậm chí rước họa vào thân. Hãy tuyệt đối lưu ý điều này để tránh những điều không may mắn cho gia đình.